Phụ nữ có ba điều ta không có được phép chọn sai. Cái thứ nhất là đàn ông, cái thứ hai là ngôn từ, và cái thứ ba là mỹ phẩm. Ngôn từ bạn có thể học, và mỹ phẩm bạn có thể mua bằng tiền của mình làm ra. Chúc bạn sẽ may mắn tìm đúng người đàn ông của mình. Lộc sinh năm 95 đúng không ta? Dạ đúng rồi ạ. Anh khuyên thì em nên tìm những sinh năm 94 với 91 á. Việc dùng hashtag là định mệnh. Anh sinh năm bao nhiêu nhỉ? Sinh năm 91 ạ. Trời ơi! Lời sắm truyền. Trong cuộc đời của anh thì cái định mệnh nào nó là cái định mệnh nghiệt ngã nhất? Không có định mệnh nghiệt ngã. Định mệnh hiện tại của em là em đang sống ở đâu? Em đang chờ định mệnh cho Hoa. Nhưng mà hiện tại là định mệnh đang phán quyết em đang ở nơi nào? Em đang ở đây, gặp người con gái đấy ạ. Trời ơi, sao nó trả lời cố bẻ luôn á. Nhà em bây giờ đang ở đâu? Nhà em đang sinh sống hiện tại, ngoài cái quê Vĩnh Phúc, em đang sinh sống hiện tại ở đâu? Anh nhà ở đâu thế? Anh nhà ở đâu thế? Ở trong tim người con gái em cho định mệnh. Kinh nghiệm hoài à. Không lẽ lúc nào mà cũng phó thác cuộc sống mình, cuộc đời mình cho định mệnh sao? Định mệnh chính là cuộc sống, việc mà em có mặt ở đây. Và cái việc thành công hay là không thành công đối với em đến là định mệnh. Hết giờ. Có mẹ nói. Mẹ chưa kịp nói. Ví dụ được. Hỏi mẹ hỏi câu gì? Trong cuộc sống của con á, con có hài lòng cái nào là định mệnh của con chưa? Con mẹ thử hỏi lại. Mẹ hỏi lại. Con nói mẹ hỏi lại đi. Mẹ quên rồi. Con xin lỗi mẹ. Trời ơi, xin lỗi mẹ luôn. Chắc tôi chết. Em à, cuộc sống là một vòng tròn, trốn không cẩn thận là còn gặp anh. Trời ơi trời, cuộc sống là một vòng tròn, trốn mà không cẩn thận là vẫn còn gặp anh. Đi đâu rồi cũng gặp anh. Trời ơi. Trên sân khấu, anh ta đều truyền tải vào đó cái thông điệp, đó là muốn Lộc nhìn thấy anh ta đến đây là vì Lộc. Từ ánh mắt cho đến câu trả lời, cho đến tất cả mọi thứ. Nãy giờ không có ngó không? Ngó là ngó từ đầu tới giờ rồi. Con trả lời là hướng hoàn toàn luôn. Hỏi quá trời mà không bao giờ trả lời vô chúng cái ý đồ câu hỏi của tôi hết á. Nói làm sao rốt cuộc cũng xoáy vô nhỏ. Vậy là... Không phải dạng vừa đâu. Không phải dạng vừa đâu. Cho nên em cũng hơi lo. Việt Dũng này thì cũng phong trần đó. Thấy cũng vô tư lắm. Nhưng mà theo mẹ thấy thì chắc không hợp với Lộc đâu. Tôi không dám chọn ai hết á. Không dám chọn ai hết. Em biết anh hôm nay anh đến đây là anh cũng khá là liều lĩnh. Và anh đã bất chấp tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà anh hiểu em mà đúng không? Hôm nay em thật sự cảm nhận được cái cảm xúc từ Việt Dũng truyền cho em nhiều hơn. Đừng buồn em nha. Em sẽ chọn anh Việt Dũng. Kia. Tại sao lại ôm như vậy? Cho tôi biết đôi lời đi nào. Cảm xúc quanh trong lúc này. Con xin lỗi mẹ. Nè cái cậu kia, đã ai cưới xin gì chưa mà cậu xin bằng mẹ? Nó nghe nè, không phải gia đình người ta chú. Ồ trời ơi, má đóng vai bà thím bà gì thôi mà dữ hơn mẹ. Không ai mượn hết. Ngồi xuống. Khi mà lần đầu tiên anh nhìn thấy đôi mắt của em, trong cái suy nghĩ của anh là
Tự nhiên anh nghĩ cuộc đời của anh sau này mỗi ngày đều muốn lắng nghe em. Lắng nghe em. Lộc, 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 cho anh hỏi cái lúc đó cái điều gì khiến cho em đưa cái bó bông cho cái anh này vậy Lộc? Dạ, ngay từ lần đầu tiên mà anh ấy bước ra là mọi cái ánh nhìn của anh ta đều dồn vô em và em cảm nhận được cái điều đó. Có bao giờ em nghĩ là nhiều khi sợ nhìn má mình thì nhìn vô mình cho nó đỡ né cái ánh mắt mà. Tự nhiên em có cảm xúc á, tức là em có cái cảm giác á là tự nhiên bị giật điện vậy đó anh. Chà, giật điện. Hiện tại nếu mà em đang sinh sống thì em sinh sống ở đâu? Hiện tại cái công việc của em thì vẫn ở Vĩnh Phúc. Tuy nhiên em có ra vào thường xuyên ở trong Nam này không? Sắp tới á. Sao sắp tới là làm sao? I know. You don't. I know. Okay. I know. Cho tôi hỏi là bạn có cái cảm xúc gì khi cô ta đặt cái bó hoa lên cho bạn, và trước đó cô ta phải đối diện với một cái chuyện mà ở đây thật sự nha, nó hơi nhạy cảm. Khi mà nghe câu chuyện của bạn, em rất là ngưỡng mộ cái tình cảm của anh Dũng dành cho bạn của em. Tuy nhiên hơn ai hết em biết là em là người có thể lắng nghe cô ấy và mang lại cho cô ấy cảm giác thấu hiểu. Cái điều của đó có làm cho em bị lăng tăng không anh, hỏi thiệt? Em không ạ. Cái cảm xúc mà khi em chọn đúng cái đối tượng giờ đây, em có muốn chia sẻ gì với mọi người không? Em chỉ muốn nói là em tin vào cái cảm xúc của em khi mà em bắt được cái cảm xúc của anh ấy. Đôi khi là thế thôi, chỉ cần kết là kết. Anh không lựa chọn, anh không hy vọng để em chọn, nhưng em đã chọn. Anh sẽ chứng minh lựa chọn của em là hoàn hảo. Cảm ơn anh. Em cũng không mong muốn điều gì hết. Bước đầu tiên là em mong muốn là mình có thể là hai người bạn thấu hiểu nhau và có thể chia sẻ được mọi vấn đề với nhau hơn, để có thể có cơ hội bước tiến xa hơn nữa. Cái ánh mắt của anh ấy á, nó muốn nói là em ơi hãy nhìn anh đi, hãy chọn anh đi. Nó thu hút, nó giống như là muốn cho em được là tiến tới gần với anh hơn, để có cơ hội được gọi là tìm hiểu nhau hết. Tại sao anh lại nhìn em nhiều vậy? Khi mà nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, thấy có nhiều cái mình muốn lắng nghe cô ấy. Chỉ đơn giản là muốn lắng nghe. Có quá vội vàng khi nói yêu lúc cười hay không? Không, em nghĩ không vội vàng đâu, em nghĩ là ai cũng nói như vậy. Đón xem Người Ấy Là Ai mùa 2 lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.